Thưa quý vị, với đà phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, dịch vụ hậu COVID-19, bên cạnh những cơ hội về tiếp cận nguồn khách, mở rộng thị trường, việc nhận diện những thách thức để kịp thời đưa ra những giải pháp cũng đã được ngành du lịch Đà Nẵng quan tâm. Một trong những thách thức đó chính là phục hồi nguồn nhân lực nhanh chóng phù hợp và xem đây là yếu tố quan trọng trong mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2022, du lịch Đà Nẵng bắt đầu mở cửa hoàn toàn. Nguồn nhân lực là thách thức lớn nhất của ngành du lịch thành phố trên chặng đường phục hồi. Bởi lẽ, dưới sự tác động kéo dài của COVID-19, một bộ phận lớn người lao động trong lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng đã chuyển sang các ngành nghề khác. Cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã phải nỗ lực triển khai nhiều chính sách nhằm giữ chân nhân lực chất lượng cao, cũng như khuyến khích thu hút lao động du lịch quay trở lại làm việc. Trong suốt thời gian đại dịch thì chúng tôi, Hội Khách sạn Đà Nẵng cũng là tập trung động viên các chủ khách sạn, các giám đốc khách sạn vào công tác duy tu bảo dưỡng cũng như đào tạo nhân sự. Cho nên khi mà mở cửa ngành du lịch Đà Nẵng ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì ngay lập tức là chúng tôi đã có sẵn những cơ sở vật chất tốt, nguồn nhân lực tốt để phục vụ cho du khách. Theo các chuyên gia, mặc dù đã có sự hồi phục đáng kể, tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch nói chung vẫn thiếu tính bền vững do sự tác động của nhiều yếu tố. Chính vì vậy, việc tiếp tục duy trì, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn là một trong những yếu tố quan trọng trong tiến trình phục hồi ngành này cả trước mắt và về lâu dài. 33 cơ sở đào tạo, tất cả các cấp độ tại Đà Nẵng đủ khả năng, điều kiện để cung cấp nguồn nhân lực của chúng ta khi chúng ta bước vào mùa du lịch của năm 2023. Nhưng tôi đang lo lắng rằng, là các doanh nghiệp có cùng đồng hành với các cơ sở cung cấp nguồn nhân lực để mà giữ nguồn nhân lực của chúng ta trong thời gian này nuôi quân để chúng ta tiến vào cho các cái mùa cao điểm của du lịch năm 2023. Đó là vấn đề không phải còn là cái phạm vi điều chỉnh của chính quyền, của sở du lịch hay là các hiệp hội thành viên mà tự thân của các doanh nghiệp hiện nay. Trước yêu cầu của thực tiễn, thời gian qua, ngành du lịch thành phố đã nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục số lượng, chất lượng nguồn nhân lực, cũng như triển khai các bộ tiêu chí chuẩn chuyên nghiệp trong phục vụ khách để đào tạo bồi dưỡng nhân lực tại chỗ đáp ứng yêu cầu. Chúng tôi cũng sẽ tập trung cho công tác đảm bảo nguồn nhân lực cũng như cái việc đảm bảo về chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ theo cái chuẩn chất lượng cao. Dự báo đến năm 2025, thành phố sẽ đón hơn 8 triệu lượt khách và nguồn nhân lực cần có là 75.000 lao động. Cùng với đó, những yêu cầu mới về sản phẩm, dịch vụ đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với nhân lực du lịch. Vì vậy, đối với địa phương xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn như Đà Nẵng, việc phát triển nguồn nhân lực du lịch bền vững là vấn đề quan trọng, cần được đánh giá, rà soát thường xuyên để thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển du lịch đã đề ra.